chào buổi sáng các mọi người nha. Nay xưa bên tôi sẽ chạy ở trong chợ Phú ở bên dưới Sài Gòn. Nay chạy gia đình biết không thấy gì hết. 10 km ở Sài Gòn nha, 10 km. Đây, bỏ từng chai nhựa vào. Rồi cái bắt đầu recycle, thu hồi chai nhựa. À, nó bắt đầu đây. À, giới thiệu với mọi người đây là cái máy tái chế rác thải nhựa với lại nhôm nha. Cái bên này thì có vẻ là nó hơi gọn hơn ha. Cái này thì nó lớn. Rồi đây. Thì có chai, anh muốn trải nghiệm hỏi cái máy luôn. Có không? Có chai không? Có. Đây, không có. Anh Hiếu ơi. Đây. Đây mình sẽ cầm một cái chai để mình trải nghiệm thử một cái máy này nha. Giới thiệu với tất cả mọi người đây là cái máy và đầu tiên là phải bấm đây xác nhận nha, xác nhận này rồi bắt đầu mình mới bỏ vô. Như anh này anh bấm thì nó sẽ chạy trong 30 giây đó, với lại còn cái liên tục thì nó chạy cái vòng 30 giây đó, còn nếu mà anh ngưng hết thời gian thì nó sẽ đóng quy trình lại, thì là tới cái người tiếp theo thì sẽ đi tiếp theo. Hoàn tất nhựa này nhựa nha, cái này là lon nhôm nha, nhựa lon nhôm nghe thấy nó quay nè mọi người, đây thấy nó quay nè, nó quay vô nè, Việt Nam plastic. Ủa, hổ tích điểm rồi làm sao mình biết là cái điểm nó để làm gì? Thì nó sẽ tích hợp với một số chương trình mà bên phía nhà tài trợ mà sử dụng máy này như là nó như là như là phải có cái app của nó đúng không? Đúng rồi, như là bây giờ máy này em có kết nối với hệ điều hành Ina, cái này là tái chế luôn hả? Wow, bắt đầu tái chế ra bằng cái máy in 3D luôn nha. Đấy. Hay quá ha. Sáng ngày 23 tháng 12, bộ môn Việt giả tranh giải Nu Skin Việt Nam nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 lần thứ 8 năm 2023 đã chính thức diễn ra. Địa điểm được ban tổ chức lựa chọn lần này là Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ở những mùa giải gần đây, môn Việt giả luôn là môn thi đấu cuối cùng của đại hội, nhưng lại là nội dung thu hút số lượng nhiều vận động viên tham gia nhất. Bởi lẽ đây là môn thể thao dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi và là một hình thức rèn luyện sức khỏe vô cùng hữu ích, giúp tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể. Bên cạnh đó, sự kết nối giữa các doanh nhân và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng là tiêu chí hàng đầu để các nhà tài trợ đã quyết định đồng hành cùng với bộ môn thể thao này. Mọi người đó, mọi người đó, mọi người đó. Cái gì vậy? Thôi đẹp ơi. Đâu ơi, đâu? Đi cô nó. Sao hóa thành cái này? Lấy người ta đây. Và những vận viên tiến bộ và những viên thả lỏng có thể đi vào bên trái của mình. Chúng ta sẽ có hướng thức cho cái thành tích. Đó là lý thành tích của những người. Thứ hai là sáng sáng chưa? Quá ghê, sẵn sàng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Đồng hồ. Các bạn đồng viên 10 km chúng ta đã bắt đầu xuất phát. Chúng ta tất cả các đồng viên chúng ta sẽ thấy một chi ai đấy. Xuất phát. Con đi, xuất phát con đi. Chạy là phụ thôi nha. Ngắm động vật mới là chính nha mọi người ơi. Xin giới thiệu với mọi người là lần đầu tiên ở Sài Gòn nha. Chạy một cái giải quanh sở thú nha mọi người.
cho nó bón, cho nó bón. Còn giảm là còn tới 2 tiếng nữa không? Nếu không? Xin giới thiệu với tất cả anh em nha. Chào buổi sáng tất cả anh em. Hôm nay là chạy một cái giải lần đầu tiên ở Sài Gòn nha. Chạy cái giải Việt Dã Marathon Thảo Cầm Viên. Quên sở thú nha. Chờ theo cái. Hay quá anh em ơi. Ôi trời đẹp quá nè. Thôi chỉ ngược lại nè. Níu ơi. Chờ anh nãy giờ. Quá hay quá này. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá. Mình chạy vừa vừa thôi, chủ yếu là mình hưởng thụ thôi. Kính thưa đi anh. Ok. Sở thú Sài Gòn. Để coi coi. Chúng ta sẽ chiêm ngưỡng động vật như thế nào nha. Tôi đi ơi. Đây, tôi đi kìa. Tôi đi vào sau lưng anh kìa. Ủa? Sao con chạy chậm vậy? Đi. Nãy giờ tưởng là con lên trên trên rồi đó. Sao vậy? Chưa ấy được hả? Chưa chỉnh luôn hả? Đi sao? Đi rồi. Rồi đó. Rồi á. Rồi thấy không? Wow. Ê, rồi đấy. Ê, Tùng kìa. Nãy giờ Tùng đâu vậy? Để đây đó. Dạ. Hút câu cổ. Ủa, à trời, cái tượng. Tượng nó có thiệt chứ. Cái tượng. Ủa, không phải, ủa. Trời ơi. Mọi người. Có đứng mà tưởng cái tượng không à. Ai về đâu nó đá nhìn mới thấy thiệt. Ừ. Nó đái nhìn nó thấy thiệt nè. Không. Không, tưởng giả không anh? Tưởng giả thôi, giờ nó đứng nó đái kìa đó. Thôi. Thôi đứng im luôn, tưởng giả không à? Tưởng giả không phải không? Tưởng giả. Ai giờ đâu thiệt đó, thiệt. Tưởng giả. Tí để ý hay thiệt. Ờ. Má sức của mẹ hả? Rồi có về sinh nhật kịp không? Sinh nhật nhóm mình đó. Nhớ mà nổi sợ sao ra chính trời nãy cái đồng hồ rộng đi xe đạp. Ủa vậy hả? Rồi sao? Bắt ra nó khó lắm. À, là phải xa lại. Chứ mẹ mới thoát ra. Rồi bỏ. Làm lại. Từ đâu? À, hiểu rồi. Hàng chi. Giờ hoàng thấy kinh lên. Bình thường là kinh dẫn đầu rồi. Đúng không? 10 km này nhằm nhè gì đâu. Đi. Đi khỉ nè. Con tinh tinh nè. Bé. Nó đang ngủ quá thằng nghiệp đâu. Xin giới thiệu với mọi người nha. Đây là mình xin nhắc lại là lần đầu tiên Sài Gòn chạy. Dạ. Chạy một cái giải ở trong khuôn viên của Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Chạy một vòng của Thảo Cầm Viên Sài Gòn nha mọi người. Rồi, rất là đẹp. Đây là một trong những cái hình ảnh cổ xưa nhất của Sài Gòn còn sót lại cho đến thời điểm hiện tại. Sau năm 75 mọi thứ đã không còn gì. Chỉ có còn lại mỗi Thảo Cầm Viên Sài Gòn nha mọi người. Đi con. Ủa sao vậy? Dữ vậy? Chỉ còn lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Là còn lại nguyên bản thôi. Đây, hồ sen. Bao nhiêu chục năm rồi mới quay trở lại được Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ê, ngoài đó là trường Trương Dương đó. Đấy, trường Trương Dương. Ok. Từ chờ. Oh, ok. Dạ, bên đó có gì đó. Gà gừng hả? Quá trời ha. Chim hay gà. Đẹp quá. Slow bên đây nè con. Con slow bên đây nè. Chưa chậm qua đây. Người ta ghi like cho mình á. À, mình đi được 50% chặng đường rồi nha mọi người ơi. Xem lại bên phải luôn anh ơi. Xem lại bên phải cho chị để mình. Nãy chú ý con để em mà. À. Sức để có lên phải đâu. Ồ, vậy là dạo này xuống cao hả? Ê. Giờ mẹ à. Ra là vậy. Nước đi con. 2 km đầu tiên rồi nha mọi người ơi.
Ok. Cảm ơn. Bán cho miếng dưa hấu nha. Dạ. À. Chào anh Hiếu mọi người. Chào anh Hiếu. Chào anh Hiếu. Đây, nếu này. Chào anh Hiếu nè. Rồi đi con, đi. Cứ tới rồi đi. À, trời ơi. Trời ơi, con hút cầu cổ nó leo cây kìa mọi người. Trời đất ơi. Con hút cầu cổ nó leo cây mọi người ơi. Giờ này ít thú mọi người ơi. Nó ngủ hết trơn rồi. À, con tay giác. Con tay giác. Con tay giác. Kìa, con tay giác kìa. Đó. Thấy không? Đó, tì giác trắng đó đó. Anh Hiếu. Đó trời ha. Con này là. Đây mọi người. Đây là mấy em. Mấy em gà lôi mọi người ơi. Đó, mấy em gà lôi mọi người. Ờ, nghe không? À, mấy em gà lôi. Đây, mấy em gà lôi mọi người. Hello gà lôi, hello gà lôi. Nói chung là sở thú không còn thú gì hết trơn. Nãy giờ kêu bẹt bẹt lại, kêu không? Nãy giờ mình chạy là mình không có thấy thú nhiều nha mọi người ơi. Anh Hiếu, nãy giờ không thấy thú nhiều anh ơi. Không có thấy thú nhiều. Vô sở thú nhưng mà đi. Vô sở thú nhưng mà không thấy thú nhiều. Người thì nhiều. Ừ, người nhiều con thú. Ngày xưa hồi còn nhỏ mình nhớ là mình vô đây một lần á. Thú nó nhiều lắm. Bây giờ thì không còn. Giờ mình thấy là ồ rắn rồi, trời sát rắn. Alo mẹ đi. Hello. Hả? Sao vậy? Đây, lại trở lại con voi rồi. Trở lại con voi rồi. Trở lại con voi mọi người ơi. Đây. À, mình thấy là có 4 con voi nha. 4 con voi nha mọi người. Nó có một con voi to. Chắc là voi đực á. Bên kia nó có 3 con voi. Một con voi cái. Với lại 2 con voi con. Có. Nãy có đi ngang ở chỗ tê giác trắng nữa. Cầu cổ nè. Chích gắt. Đây cái đặc tính của nó. Đấy à. Không thì thường. Ê. Ê. Hồi nãy là. Ê. Hello. Hồi nãy là nó đứng im. Nó đứng im luôn. Tưởng nó là nó ít mà. Trời ơi, cao quá mọi người. Nè. Ui, cao quá nè. Ui. Quá trời cao kìa. Ôi. Ôi. Trời nó cao quá. Dạ yeah. Anh. Ôi, ok. Đưa dịch ra. Ủa nhưng mà người ta kêu không cho thức ăn đi ra ngoài nè. Vậy hả? À, không có cho hả? Ồ. Cố lên Nhất ơi, cố lên. Đây. Phải không? Cố lên. À, rồi quay vô đây. Chờ tôi nói chút. Ở đây là có cái đường vòng, có cái xe chạy kìa. Chờ tôi nói chút. Chờ cũng được. Ủa còn ngày mai con không tham gia sinh nhật hả?
Ngày mai có sinh nhật mà. Mai mấy giờ con về nội? Mày nói đâu lận? Mày nói đâu lận? À, nhà nội Thủ Đức hả? Xác lại giùm em xíu. Ok ok. Ngày mai. Ngày mai con Kim nó về nội rồi, nó không tổ chức sinh nhật ấy, nó không có tham gia sinh nhật kìa anh Hiếu. Ừ. Ừ, mẹ hỏi mẹ có mai đi sinh nhật đi. Thì ăn sinh nhật xong rồi về. Ừ, sinh nhật xong rồi về. Sinh nhật xong rồi về. Rồi đó. Trời ơi, dễ sợ chứ. Đúng đối tượng rồi. Đúng đối tượng rồi. Thay nhau chạy rồi. Rồi, rồi con Kim đã từ bỏ em với anh Hiếu. Và bạn ấy đã chạy theo tiếng gọi của con Tim. Chạy nhanh chứ. Em chạy buổi quá không được. Dữ quá. Vừa chạy vừa coi động vật mà trời ơi. Khoảng cũng hơn 20 năm rồi nha mọi người. 20 năm rồi. Mình mới bắt đầu trở lại Thảo Cầm Viên Sài Gòn 40 năm. Mình nhớ là trong đây là có một con cọp nè. Lên. Con này là con gì? Con di tích gì vậy? Lịch sử. Quán Nga Hương là quán gì vậy anh? Anh Hiếu. Anh Hiếu ơi. Ok, anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi, cái quán Nga Hương là quán gì vậy? Cái quán nó ghi là Nga Hương là quán gì vậy? À, đấy. Bằng cái nón MV, MV cái là quân cảnh đúng không anh? Đúng rồi, MV là quân cảnh á. Ờ, lính nhảy dù này. À, có nhảy dù đó hả? Đúng dù. Gái mặc đồ hồi đó nha. Chị Thương ha. Quán này vậy là ngày xưa ở chỗ này là có bán để chế bom nè. À, đúng rồi. Quá trời quá đắt rồi. Vô à đúng lắm à. Cái gì con ngựa kìa. Đúng rồi, cái này đáng lý là không nên chạy sớm làm gì ha. À. Hôm nay mình giới thiết kế cái giày băng nhớ chéo. Hả? Không cần cầm cờ nữa. Mọi người sẽ tặng một cái giày băng nhớ chéo. À đúng rồi. Đúng là cái huy chương của cái giải lần này luôn. Vì là giải băng thôi, mọi người cứ mang đi mà rất là đơn giản. Nó chéo không à. Nó không cần cầm cờ nữa. Đẹp á, đẹp á. Đúng rồi, đẹp á. Ghi hai vòng chưa? Hai vòng rồi. Đây. Đây quay lại nha. Okay. Người đàn ông sướng nhất Việt Nam đây nè. Đó, người đàn ông sướng nhất Việt Nam đó mọi người. Đó. Thấy chưa? Người đàn ông sướng nhất Việt Nam đó. Cái view của người đàn ông sướng nhất Việt Nam mà lên gần 2 triệu top rồi. Hả? Đây. Nhìn nha mọi người. Két. Két. Ôi trời kìa, nó két đẹp quá kìa. Két đẹp quá kìa. Rồi đẹp quá. Ok ôi. Wow. Wow. Anh Hiếu, anh Hiếu em chọc không? Mấy con nó la dữ lắm. Mấy con nó la dữ lắm. Mấy con nó la kinh. Anh mà đi vô rừng anh chọc nó la thôi trời. Mấy cái đường già đó. Mấy cái đường già là gặp nó là nó kêu kinh hồn. À, đây là cái đường chạy đó. Đường chạy nè mọi người. Vậy là một vòng này có 1 km là mình chạy 10 vòng rồi. 8 vòng. 8 vòng anh? 12. Xong rồi cà phê luôn chứ anh ha. Ừ, cà phê chứ. Báo cáo anh Hoàng là bữa nay em với anh Hiếu ngủ được.
không có việc gì làm, như đây là hai anh em đi ra Thảo Cầm Viên chơi mà tự nhiên cái bắt đầu gặp cái giải chạy cho nên là hai anh em chạy luôn. Đó. Rồi, có gì báo cáo với anh Hoàng vậy? Có gì thì em sẽ gửi clip cho anh Hoàng nha. Hoàng có bất ngờ nha. Hai anh em cũng biết gì không? Tự nhiên ngủ không được thì vô Thảo Cầm Viên chơi, bây giờ nó mới chạy. Uống nhau vô Thảo Cầm Viên quay thỉ thôi. Nó là chọc thỉ thôi. Hồi xưa hồi nhỏ là vô Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhiều thú lắm nha mọi người. Nhớ là nhiều thú lắm, còn bây giờ vô bây giờ không thấy luôn á. Bây giờ nãy giờ chỉ có thấy một vài loài, thấy đà điểu nè, voi nè, tê giác trắng nè, rồi khỉ nè, chim, hươu cao cổ, chung là khá là ít đấy. Bán cho mấy dưa hấu đi. Dạ, cái gì thôi, trả tiền. Rồi, cho xin tài khoản đi nha, lấy tài khoản à. Rồi, tiếp tục đi, đừng bỏ cuộc. Ăn thôi, ăn thôi, đâu bỏ đâu, ăn không có bỏ. Ăn. Sao hai vòng vất vả quá cameraman ơi. Quá đã mà. Ôi, chạy vậy. Ôi, chạy vậy chưa? Nó bị xấu rồi, chạy mà em đến 6 giờ cái chạy hết luôn. Ôi, chạy. Ban tổ chức này thì lẽ giờ mình nói ban tổ chim chứ. Để cho anh Trường chạy chế á. Tao lý ra anh Trường nãy giờ nó phải lên 2-3 vòng rồi. Đó, hả Trường hả? Tao lý ra anh Trường phải lên 2-3 vòng rồi. Để cho anh Trường chạy chế rồi mới có người. Xuất phát à? Là chế con vòng hết 2 vòng. Chế anh Trường hết 2 vòng. Ủa mà chạy được nhiều vậy? Ủa Trường cũng mới lan về mà đúng không? Đúng rồi. Trời ơi chưa anh Hiếu? Dạ. Mới lan về luôn đó. Bao nhiêu cây chấm? Em đi 75. Ủa 75 hả? 75 quá dữ ha. Thì không sao đâu. Không nhận chưa. Lát nên đưa cho Trường cái thông tin nha. Thông tin gì anh? Nhờ cho thằng Trường nó chạy cái Tương Kỳ đó. À đúng rồi. À Tương Kỳ. Dạ. Tương Kỳ. Tương Kỳ. Hôm nay có vẻ chua á. Ừ có vẻ chua đấy. Tại vì với lại hôm nay rơi vô ngay cái dịp lễ của bên trung tâm rồi. À lịch không có ship được. Không có ship được lịch nghỉ nữa. Cho nên là thôi. Để nhường cho Trường nó chạy. Cảm ơn Trường vì đã nuốt cho cái Tương Kỳ giùm anh. Đưa bạn anh chạy cho em có biết. À ơi sắc lại sắc lại nãy giờ gặp anh mấy lần rồi đấy sắc lại sắc lại vô luôn rồi tới luôn anh ơi tới luôn ấy ơi có lên mọi người ơi tới rồi giặt bộ thôi không mình lâu mình mới vô được Thảo Cầm Viên đúng không? Vâng cứ từ à đây này ngựa bằng kìa đem con ngựa bằng ngựa bằng nè mọi người ngựa bằng này thu đâu cổ trà điểu đây trà điểu châu phi ngựa bằng thu đâu cổ đây 1 công 2 3 triệu đúng rồi chạy cái giải này tới 1 công 3 4 triệu vừa chạy vừa hít thở không khí vừa tham quan Thảo Cầm Viên vừa coi thú nữa đấy mọi người thấy tê giác trắng nè quay trở lại tê giác trắng này nè đấy quay trở lại tê giác trắng nè tê giác trắng nè hai con nha hai con tê giác trắng nha hai con tê giác trắng nè một con bự với một con nhỏ à đà điểu với con sơn dương. Ồ, con sơn dương rồi mọi người. Sơn dương anh? Sơn dương. Đà điểu với lại sơn dương. À. Con này nó đã tên đà rồi nó còn điểu nữa bởi vì cái cổ nó cao dễ sợ. Anh Hiếu. Nếu ơi, con này nó đã tên đà nó còn điểu nữa. Ôi cái này là chạy mấy vòng vậy? Để coi một vòng nó là 2 một vòng là 1.2 km 8 vòng. 9 16. Đấy. 8 vòng đủ.
thì xưa nữa thì nó cũng còn cái từ của nó Sài Gòn, có nghĩa là thành phố trong rừng đó. Thành phố trong rừng. Ủa, cây cổ thụ kìa, quá trời to. Đi cơm kìa, đến đây. Đi cơm hả? Được không? Vô, vô. Qua phải, qua phải. Vô, vô, qua phải, qua phải. Cố lên. Hồi nãy giờ để dậy ngang cái hồ này mấy lần mà không biết cái hồ này nó để lên trước cái con gì ở trong đây không thấy nè, cá không à, cá rô phi, cá rô phi, còn cá rô phi chắc anh đợi tới tầm tháng 3 chừng anh leo băng xi băng chừng nào em mới đi cái gì cái mũi gì đó, mũi Đông Dương hả? Em nói cái đi cái mũi gì đó, cái ba gì đó, cái ba Đông Dương hả? Ba Đông Dương thì kiểu gì hơn đó, ai gì hả? Chứ nó không có gì nữa đâu hả? À quay từ trạng thái là chạy bộ sang đi bộ luôn á. Xong rồi đến lết bộ. Ủa bò kìa. Bò này cái sừng nó, cái ngà nó hơi bị mẻ một chút. Ủa mình nãy giờ mấy vòng anh Hiếu? 3 vòng hả? 3 vòng nhảy gì đâu. Ủa sao bên đó lại còn mấy cái nhà cũ vậy ta? Không có rồi, không phải bỏ nha. À bên Bình Thạnh đó. À anh biết rồi, bên đó là bên chợ Thị Nghè đó anh. Bên kia xong chợ Thị Nghè rồi, nhìn quay đẹp quá. Ôi nhà ai có khúc chỗ này có view tốt quá. Đi cái trò đu quay nè mọi người. Đây. Hello nha, chào anh em buổi sáng nha. Hôm nay mình với anh Hiếu lại bắt đầu có được một cái bếp mời để chạy Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đấy, hai anh em kết hợp nhiều thứ, vừa chạy vừa ngắm thú, vừa coi chim vừa chọc khỉ. Ý, ui sao la kìa, sao la kìa. Kìa mấy con sao la kìa mọi người. Rồi, đó mấy con sao la đó. Quá trời luôn, nguyên bày sao la luôn rồi. Nghe không? Bày sao la luôn. Đây nè, đi vô rừng đó mà gặp mấy cái dây này nè. Là nước không á? Bắt đầu chặt lấy nước anh. Đây mấy con sao la nè. Giờ này sáng ở đâu mới nhìn thấy nè. Đây. Đây, Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đây. Botanical. Botanical là tiếng Nhật anh. Cái này như là nuôi cá sấu á. Ờ bởi ừ. Đây. Mọi người có con cá sấu nó bò ra nè mọi người. Đây nó bò ra kìa. Đây nó bò ra luôn kìa. Đây nó bò ra luôn nè. Đây là bên mặt đường Nguyễn Cảnh nè. Đây là bên mặt đường Nguyễn Cảnh. Tới rồi, ok tới rồi. Ấy ôi đợi kìa. Ôi mấy con rái cá nè. Ôi mấy con rái cá nè mọi người. Quá trời. Mấy con rái cá anh. Rái cá. Ôi quá trời nè. Ơi, đây mấy con chim nè. Chim luôn rồi. Dạ, dạ lôi. Kỹ. Rồi con cọp trắng. Hai con tỉ mua. Đấy. Còn một cái này dùng thua đây đó, đây đây đó không còn một con nhỏ anh, còn con trẻ nó còn chút xíu rồi phải không đó. À, bữa nay nó không thấy đâu, nó tưởng nó bữa nay ai quá trời rồi. Đây con cọp, đây tiếng người nuôi dạy cọp.
với điều kiện là CV đã từng sống với sư tử. Trong đây có những cái nghề rất là hot như là nghề dọn phân cho cọp. Xỉa, xỉa gan cho cá sấu. Đấy, trong đây hiện tại đang tuyển những cái nghề rất là hot mà. Đang tuyển những cái nghề rất là hot mà bây giờ đang hả trả lương khá là cao. Không tuyển được, không tuyển được người. Lương cao. Mà khó tuyển người quá. Cái nghề đó là dọn phân cho cọp với lại xỉa gan cho cá sấu. Mọi người ai cảm thấy mình có đủ điều kiện thì nhớ ứng tuyển cho nha. Mọi cái CV thông tin liên lạc là cứ gửi vô Thảo Cầm Viên, nhất là ai có những cái dấu tết như là bị cắn, bị cào, bị xé rồi đó. Đó là một những cái đặc trưng mà được tuyển nhiều nhất. Nếu lại ai đã từng mà trải qua cái chuyện mà ở nhà có cọp có hổ rồi biết à. Ưu tiên cho những người đã từng sống với sư tử Hà Đông. Thôi clip này chắc xó quá rồi. Trời kìa, nó lắc đầu tội nghiệp ha. Lắc đầu. Chán đời. Chán đời thiệt đúng không? Cuộc sống này không có bạn nhậu buồn quá. Tôi thấy thấy vậy chứ. Thấy vậy. Giờ vậy, giờ không biết bữa này với mai có nhậu hay không. Lắc đầu bén quá. Thiếu nhậu cũng buồn. Thiếu nhậu. Dây thì còn phải người mà sống hả? Đúng không? Cáo hả? Ô, con cáo kìa. Con cáo kìa. Cáo rồi, đó. Bên đây nè. Đây nè. Mấy con giật trời đấy. Hay quá ha. Nó cũng tự nhiên vậy, hay thì nó cũng dễ thương chứ ha. Lê, giật trời. Đây là mấy cái cây này kìa, dễ sợ nè. Con này con gà sao nè. Gà lôi, gà sao. Ngỏng kìa. Nó sống tự nhiên ha. Bỏ chạy đi. Này giữa nó có cái hồ xung quanh. Nó có cái nó giữa nó có cái đảo ha. Đảo còn làm gì kia nó thích vô vậy. Làm góc đảo đã ha. Chỗ nó vậy á. Rồi quá trời à. Đó. Bù nông. Bù nông. Ồ cái cây khổng lồ nè mọi người. Cái này dòng đời của mấy con ếch. Cái này tiên bài dòng đời của mấy con ếch. Đây là con cày lõn chanh. Con cày lõn chanh. Nói chung là con cày đó thì nên nhốt nó chứ mà nó đi ra ngoài cái là phát là bị thịt nghe đấy. Khổ lắm. Làm quán nhậu rồi. Vô quán là nó nhậu đi. Kỳ tơn ơi. Có người không? Có người dở cái lao dùm cho em không chị? Em mới thấy con dòng em sợ. Em đi nước trắng không? Nghe nó chạy 4 vòng mà giờ nó chạy thành vòng cây mấy năm. Hồi nãy nó hồi nãy nó thấy đây. Thấy nó mấy nó chạy vòng 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 đó rồi cái nó chạy độ 4 cây rồi, 4 vòng rồi. Nhưng mà giờ nó chạy thêm cái cự ly nói với Tony luôn. Ủa, ngày mai sao không đi sinh nhật sao mà bảo về nội? Anh góp hả? Đâu em đâu với không có. Ngày mai em chạy chạy sinh nhật mà đúng không? Ngày mai anh chạy Super Maiden 6 giờ xong rồi anh chạy qua Sala. Nhưng mà sinh nhật nha. Xong rồi 6 giờ qua Sala anh sinh nhật. Thằng đấy rủ nó nói anh về nào con về nội rồi. Xong Sala mới về nội. Đó thấy không? Sắp tới rồi. Xin thông báo là hai anh em đã về 10 km sinh tươi nha anh Hoàng ơi. Mười đứa vẫn còn sinh tươi nha. Nói chung là đi định định chửi vô chửi là điểu nhưng mà cuối cùng không có con nào chửi được hết thì thôi về. Yeah.
mang về cái bức chân thôi nha. Anh ở đâu đi để em đi lấy đồ cho. Hả? Đứng ở đâu? Đây hả? Tới ngay chỗ mà giờ giáp phòng mình một nửa tiếp á. Rồi Tùng kìa đúng không? Đây để em đi lấy đồ cho anh. À đây là Tùng. Để em đi lấy đồ cho anh nha. Bên em đây, cổng bên em Thịnh ơi. Ok. Đã về được 10 km xinh tươi nha. Rất là đẹp cái mề đai của Thảo Cầm Viên Sài Gòn nha mọi người. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi tới đây nha. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em tới một cái giải chạy kế tiếp. Bye bye.